Hello toàn thể quý anh em nha. Quay bán vài món hàng mới về. Hiếu bỏ vô túi đồ này thì to rồi. Quay bán vài món hàng mới về kiếm tiền mai đi chợ. Rồi, đầu tiên mới về hàng được một mớ cao su cùi dẻ quay thái đứt hàng lâu lắm mà anh em, không có hàng lâu lắm rồi. Nè anh em. Nè nó nằm trong cái bịch nè. Cái này cái đáp mới của Honda Thái Lan bây giờ là nó có tiếng Thái nè anh em. Năm 2023 anh em là cái mẫu bọc nó đổi, mẫu tem nó đổi anh em. Đó. Là nó để luôn ngày tháng năm sản xuất lên đây luôn nè, ngày 9 tháng 3 năm 2023 này. Đó. Cao su cùi dẻ quay thái 110 hàng riêng chính hãng Honda Thái Lan, bộ 100.000 4 cục. Nói chung anh em đi lâu lâu á, cái mình thay anh em nó chai, cái anh em chạy anh em vô số nó giật á. Không ngon, thay đi cho nó ngon. 4 cục có 100.000 à. Rồi. Tiếp theo bữa nay em về được tiếp tục về được bao tay quay thái 110. Bao tay quay thái 110 nè anh em, lần em về hãng mã còn mã cũ nha. KAT 900 Made in Thái Lan này. Đó, một cặp gì á là 150.000 hai bên á, bên đóng ga với bên ấy luôn á. Nè. Đó, bịch em về được 30 cặp nữa. Tại hàng này đứt hàng lắm. Em ghét ví dụ đứt hàng lắm. Em gom lần 7-8 cặp ở chảnh em còn 4 5 cặp nữa. Mà có một cái em mua nữa. Rồi, tiếp theo. Nay em về được cái tem bán mới tem đây. Nay em về được 100 con. Đây nha anh em. Đây là 100 con tem mặt nạ. Để nó đứt hàng lâu bực dữ lắm. Nói chung á là con tem này nè, em hứa uy tín với anh em luôn. Con tem mặt nạ quay thái 110 bây giờ á, nó không có còn sản xuất hàng nữa. Nhưng mà em hứa uy tín với anh em luôn. Con tem này đẹp như con tem tồn luôn. Đời 99 nha. Tem mặt nạ quay thái 110 đời 99. Tem này là con tem in. Nhưng mà em cam kết với anh em là dựa in dựa trên cái phôi tồn của cái phôi của cái tem tồn á. Đây. Tem mặt nạ quay thái 110 đời 99. Con tem này nói chung là đặt in là có số lượng và có hợp đồng đàng hoàng nha anh em. Không có phải hàng trôi nổi trên thị trường đâu nha anh em. Đó. Nói chung anh em nhìn vô con tem là bao phê. Đó, anh em coi nó dẻo nè. Đó, thấy không? Cực kỳ dẻo không? Ừ. Tem mặt nạ quay thái 110 đời 99. Con tem này giá 150.000 một con nha anh em. Đó. Con tem này giá 150.000 một con. Đó. Còn anh em mà mua chung với bộ tem gì nè thì bên em có bán những cái dòng tem in như sau. Đây em cũng xé mẫu cho anh em coi một cái. Đây. Em sẽ xé mẫu cho anh em. Bên em có bán cái dòng tem in 99, nói chung em bao anh em chuẩn như tem zin. Đế vàng và tem em bảo hành cho anh em là 1 năm không bay màu, không bị bay màu và không có bị bong tróc nha. Anh em coi nó bóng nè, thấy không? Nó bóng anh em thấy không? Đó. Và tem là bao anh em cực kỳ chuẩn nha. Tem quay thái 110 đời 99, tem xanh nhớt. Đó. Đây. Những cái đường nét của người ta anh em coi nó chuẩn không? Rất là bóng nha anh em, nó còn cái lớp mà cái lớp một cái lớp ấy bên ngoài nữa, khi anh em dán xong anh em lột ra đẹp dữ nữa. Đó. Bao đẹp nha anh em. Đó. Một bộ tem xanh nhớt như vậy nè, nếu anh em không có lấy con tem nạ này á. Nếu anh em không có lấy con tem nạ 99 này á thì mình bán cho anh em giá 280. Còn anh em lấy luôn con tem nạ 99 này á thì giá cho anh em á là 380.000 là luôn tem nạ luôn. Đó. Còn anh em mua con tem nạ 99 này mà anh em mua lẻ, số lượng anh em đang có sẵn là 100 con nè. Đó. Đang có sẵn 100 con nghe anh em, 100 con tem nạ 99. Hàng này là chuẩn như tem tồn, mình hứa với anh em luôn, cái tem này đẹp cực kỳ. Đó. Tem đẹp như tem tồn luôn nghe anh em. Anh em lên xe là miễn bàn. Một con tem nạ như vậy là 150.000 một con nghe anh em. Đó. Thôi bây giờ mình tính nhanh lẹ cho anh em luôn. Một con tem nạ vậy tính anh em 130.000 thôi, 130.000 thôi anh em, không cần nhiều. Đó. Bán nhờ số lượng ha, 130.000 một con tem nạ thôi.
anh em xài liên hệ mình đang có sẵn 100 con này, còn tem mình đang có nhiều dòng. Thì nào mình nói trước ha, ví dụ như tem á nhìn chín chín xanh nhớt nè, mà anh em không lấy tem nạ này á, thì 280, lấy luôn tem nạ này á 380 ngàn, đó là mình hỗ trợ cho anh em khi mua tem này. Còn đây mình có những cái dòng tem nữa như tem đỏ 99 này á, luôn tem nạ luôn cũng 380 luôn. Còn tem đen 99 phiên bản giới hạn nè, là xe màu đen á cũng 99 luôn nè, cũng 280 nếu lấy tem nạ 380. Còn tem vàng bơ này á thì nó mắc nha anh em, một bộ 600 nha, ngày mai mình giao cho khách mổ đó, 600 là chưa có tem nạ nha. Tem nạ thêm vô cho em 130, thêm vô cho em 130 ngàn là 730. Tem này là bao whip, tem này cực kỳ hiếm ở trên thị trường nha anh em, mình bao anh em rất là hiếm luôn đó. Rồi ngoài ra nữa mình còn một số tem như là tem thông số Thái, tem thông số tiếng Thái, một bộ 7 con tem bên mình đang bán với giá là 220 ngàn, là bao gồm một cái con tem chữ S nè ha, một con tem yếm trên này là con tem in nha, mình nói trước nha đó, yếm trên này là con tem in, con tem yếm dưới này là con tem zin, con tem cạc te dưới là con tem zin, con tem cạc te trên là tem in, nhưng mà hàng này là em bao anh em in whip như zin luôn đó nha. Và con tem học bình này á là con tem in, chữ rất là sắc nét cực kỳ đẹp đó. Ok đó, con tem gấp là con tem zin. Rồi một bộ này là 220 ngàn. Rồi bữa nay em có về được thêm, có mua được cái này, mua lẻ được, mua được bộ tem thông số tiếng Anh, bộ này 300 nha, hàng này là hiếm lắm rồi nghe anh em nè, in siêu whip luôn, công nghệ in bây giờ cái máy in này chắc tiền tỷ quá, thiệt luôn, cái máy in này chắc tiền tỷ quá, anh em coi nó in nè khủng khiếp không đó, như con tem zin luôn, trên dưới luôn nè. Có những cái máy in tiền tỷ đó nghe anh em, tại anh em không có nghiên cứu thôi nè, nó đẹp như con tem zin luôn nghe anh em đó. Nè còn hai con tem nè, còn hai con tem tiếng Anh nè, hai con tem tiếng yếm tiếng Anh này bị dâm nữa nè đó, bao đẹp cho anh em lên xe luôn. Con này anh em dọn 99 mà phiên bản tiếng Anh này hết thuốc, bộ này 300. Còn anh em mà chơi cái cặp tem này nè thì còn đỉnh nữa, cặp này là mãi đỉnh luôn nè, cái đế này là đế tồn nè, anh em thấy không, vàng khè nè, bao anh em dán dính nha. Này đã dán rồi mới dám nói với anh em nè đó. Cặp tem này là cặp tem yếm tồn, nói chung tồn linh kiện nha anh em, chứ không phải tồn phun túi mắc lắm, mua không có nổi đâu, hàng tồn phun túi. Cái con tem trên này không, 1 triệu mấy rồi, hàng tồn phun túi này, tồn linh kiện ngày xưa, sản xuất ngày xưa thôi nha anh em, tiền nào của nấy đó. Nhưng mà bao anh em là cực kỳ đẹp, chữ nghĩa rất là sắc nét, anh em thấy không, chứ không phải hàng ba cái hàng si ba đâm trôi nổi đầm bậy đầm bạ đó, đế Mỹ luôn nè. 200-250 ngàn cặp nha anh em, hôm qua giờ em bán cả chục cặp rồi đó. Rồi với tay thắng quay Thái 2.4 tồn, tem cánh chim luôn nha, hàng này là anh em vô quen pha là hết thuốc luôn, 200 ngàn cái nha anh em đó, đùm đĩa đồng giá 200 ngàn một cái tồn nha, bịch cánh chim luôn nè, mã KGS này cũng quay Thái 2.4, chiếc quay Thái mà có đầu lòng ống hơi á đó, này cũng quay Thái 2.4 luôn, nhưng mà này là xe thắng đĩa, có phân ra thắng đùm với thắng đĩa anh em nè, thắng đĩa nè, mã KAT xịn luôn nè, rất là đẹp nha, này là hứa anh em luôn, cực kỳ đẹp á, si á, 200 luôn. Rồi video này ngắn gọn xúc tích thôi, quên kính ham. Rồi kính ham, kính ham bên mình đang bán, kính ham này là kính của Honda nha anh em, kính ham bên mình đang bán á, là giá là 280 ngàn một cặp nha anh em, 280 ngàn một cặp, anh em nào chuyển khoản đủ bao ship cho anh em luôn, chơi lớn với anh em luôn. Kính ham á mình bán như vậy nè, mình bao ship riêng cái kính này không à nghe, nó riêng cái kính này mình bao ship không à, mình bán 280 ngàn cặp, anh em chuyển khoản đủ em bao ship cho anh em luôn, chơi whip với anh em luôn. Nổi cục mà câu cục mà ốc chân kính này á, anh em mua một cặp này hứa anh em luôn, uy tín luôn, không có dưới 150 ngàn nha anh em, kính với anh em là bao độ trong to rõ đó, gắn quen pha bao đẹp. Ok anh em, xài alo mình nha, tôi chào anh em nha.